giúp cho bệnh nhân những cái lời khuyên để có cái lịch hơn sai số lại người không nhiễm. Và bên cạnh đó, cái xét nghiệm thường quy mà chị em mình đã quen thuộc từ xưa đến nay đó là cái xét nghiệm tế bào ở cổ tử cung.